chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Sáu, 9 tháng 3 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua trình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Vạn Lý, và sau cùng là tiết mục chính tình quốc tế với bình luận gia Đại Dương và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Nền kinh tế cộng thêm 227.000 việc làm trong tháng 2 và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 8,3%. Hoa Kỳ đương đầu với mối đe dọa gia tăng về tấn công trên mạng bởi quân khủng bố, bao gồm cả trên chiến trường. Gian lận tem thực phẩm gia tăng, giả mạo, mặc dù có báo cáo giảm thiểu. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Nền kinh tế cộng thêm 227.000 việc làm trong tháng 2 và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 8,3%. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn không thay đổi ở mức 8,3% trong tháng rồi, nhưng nền kinh tế cho thấy có những dấu hiệu liên tục về tăng trưởng khi các sở làm cho cộng thêm 227.000 việc làm ở khắp mọi ngành nghề. Sự tăng trưởng việc làm mới đây là nằm trong số những phát triển mạnh mẽ nhất kể từ khi cuộc suy thoái bắt đầu, nhưng kinh tế vẫn chưa hoàn toàn rút ra khỏi cuộc suy thoái đó. Trong khi chiều hướng kinh tế tích cực chắc chắn sẽ giúp cho Tổng thống Barack Obama trong mùa bầu cử, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao một cách đáng nguy hiểm. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 không thay đổi phần lớn là nhờ có thêm người vào lực lượng lao động. Tỷ lệ này vẫn còn là thấp trong 3 năm qua. Việc tuyển dụng trong tháng Giêng và tháng 12 tốt hơn là người ta thoạt tưởng. Chính phủ đã sửa đổi lại những con số này để cho thấy có thêm 61.000 việc làm. Nền kinh tế giờ đây đã tạo ra trung bình khoảng 245.000 việc làm trong 3 tháng qua. Có gần nửa triệu người bắt đầu đi tìm việc làm hồi tháng trước và hầu hết đã tìm được việc. Đó là dấu hiệu gia tăng lạc quan trên thị trường việc làm khi những người từng bỏ cuộc đi tìm việc làm đã đi tìm việc làm trở lại. Số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm khoảng 14% trong 6 tháng qua. Mặc dù số đơn này có gia tăng chút đỉnh hồi tuần rồi, số đơn xin trung bình vẫn còn thấp nhất trong gần 4 năm qua. Số giờ làm việc hàng tuần trung bình vẫn không thay đổi ở mức 34,5 giờ. Mức này gần bằng với mức trước khi suy thoái và cho thấy các công ty phải tuyển dụng thêm công nhân khi việc kinh doanh được cải thiện hơn là cộng thêm giờ làm việc. Hoa Kỳ đương đầu với mối đe dọa gia tăng về tấn công trên mạng bởi quân khủng bố, bao gồm cả trên chiến trường. Một cựu viên chức tình báo kỳ cựu cho biết một cuộc tấn công toàn diện trên mạng có thể xảy ra đối với Hoa Kỳ bởi một tổ chức khủng bố là sự chắc chắn, và những tay khủng bố trên mạng đã phạm tội bằng cách sử dụng kỹ thuật này để lấy cắp tiền bạc và dùng số tiền đó tài trợ cho các hoạt động của chúng. Những mối đe dọa dựa trên kỹ thuật trên mạng đang gia tăng sự lo ngại tại Washington, và Giám đốc Robert Mueller của cơ quan FBI đã khai trước cuộc điều trần trong tuần này rằng những mối đe dọa như thế là nằm trong số những vụ nghiêm trọng mà Hoa Kỳ phải đương đầu, bao gồm cả trên chiến trường. Các viên chức báo cáo sự gia tăng đáng kể về số các vụ tấn công bởi tin tặc, và ông Mueller, trong khi không nêu tên các nước Iran, Nga hay Trung Cộng, đã mô tả một vụ tấn công tiềm năng trên mạng được gọi là Cyber One-Two Punch, mà qua đó một quốc gia hay một tổ chức khủng bố thoạt tiên đánh cắp tài sản trí tuệ, đoạn dùng thông tin đó để xen vào, làm nghẽn hay gián đoạn những hoạt động trên chiến trường. Khi được chất vấn bởi dân biểu Frank Wolf, ông Mueller nói rằng ông ủng hộ những hình phạt tội phạm mạnh hơn cho những kẻ đánh cắp các dữ kiện kinh tế nhạy cảm của Hoa Kỳ. Hồi đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Leon Panetta cũng đã khuyến cáo rằng chiến trường mới là ở trên mạng. Và trong cuộc điều trần hồi tháng rồi trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện về những mối đe dọa trên toàn cầu, Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh tới tình trạng hiếu chiến của gián điệp trên mạng của Trung Cộng, bao gồm cả vụ tin tặc trên hệ thống của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Gian lận tem thực phẩm gia tăng giả mạo mặc dù có báo cáo giảm thiểu. Mặc dù có một số vụ gian lận tem thực phẩm mới đây được làm giấy tờ kỹ lưỡng, kể cả vụ một cặp vợ chồng ở tiểu bang Washington sinh sống trong một căn nhà trị giá 1 triệu 200.000 Mỹ Kim, 30.000 sinh viên đại học ở Michigan đang hưởng tem thực phẩm và những người thừa hưởng quyền lợi này ở Wisconsin đã bán thẻ của họ trên Facebook. Một viên thanh tra thuộc Bộ Nông nghiệp đã tuyên bố với Ủy ban Hạ viện về Giám sát và Cải tổ Chính phủ rằng việc gian lận tem thực phẩm đang giảm thiểu. Khi nhấn mạnh về chiều hướng này của dân biểu Elijah Cummings, ông Kevin Concannon, Thứ trưởng đặc trách về thực phẩm dinh dưỡng và dịch vụ khách hàng thuộc Bộ Nông nghiệp cho rằng những vụ gian lận đã giảm xuống tới mức thấp kỷ lục là không đầy 1%. Mặc dù vậy, việc gian lận tem thực phẩm đã trở thành giả mạo nhiều hơn, xúc tiến từ tội phạm về những ngày còn dùng phiếu khi những người hưởng đổi phiếu để lấy tiền mặt tại các bãi đậu xe của các tiệm tạp hóa, cho tới việc phát thảo kỹ lưỡng những phương cách để đổi dễ dàng các thẻ lấy những mặt hàng không được cho phép như thuốc lá, rượu hay loại thức ăn vặt. Những chứng nhân đã cho ủy ban trên biết rằng việc gian lận tem thực phẩm có khuynh hướng phát triển không phải ở các tiệm tạp hóa, mà ở những tiệm mom and pop stores,
tức là những tiệm nhỏ do gia đình làm chủ. Thống kê cho biết, càng có nhiều thuốc lá và rượu được bán ra, thì càng có nhiều cơ hội gian lận tem thực phẩm. Ngay cả khi việc gian lận bị điều tra, các tiệm bị đóng cửa, họ thường mở cửa lại bởi gia đình, bạn hữu hay cũng là người dùng phương pháp gian lận. Thượng viện ngăn chặn dự luật đẩy nhanh việc chấp thuận dự án Keystone, nhưng ông Obama mất một số đảng viên Dân Chủ mặc dù có sự vận động. Hôm qua, Thượng viện đã ngăn chặn việc xúc tiến nhanh chóng cho việc chấp thuận và xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone gây tranh cãi, sau khi các đảng viên Dân Chủ vận động của Tòa Bạch Ốc chống lại việc này. Tổng số 11 đảng viên Dân Chủ cuối cùng đã tách ra khỏi Tổng thống để bỏ phiếu cho một bản tu chính do phe Cộng hòa. Vào lúc mà giá xăng đang lên cao và những người ủng hộ đường ống dẫn dầu dùng chiều hướng đó mà làm áp lực với chính phủ để hành động. Lãnh tụ khối đa số Thượng viện là ông Mitch McConnell nói sau cuộc biểu quyết rằng Thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát đã quay lưng lại đối với sự tạo ra việc làm và độc lập năng lượng trong một cuộc biểu quyết duy nhất. Ông McConnell khi ám chỉ tới những bản phúc trình sau đó xác nhận bởi Tòa Bạch Ốc rằng ông Obama đã vận động riêng cho các đảng viên Dân Chủ để chống lại dự luật đó, cũng đã dùng cuộc biểu quyết để trách cứ việc trì hoãn đường ống bởi Tổng thống. Bản tu chính đối với dự luật giao thông lớn đã thu hút đa số Thượng nghị sĩ với 56 phiếu thuận lợi. Tuy nhiên, bản tu chính này cần có mức tối thiểu là 60 phiếu. Đề nghị này sẽ loại ông Obama ra khỏi tiến trình đưa ra quyết định về dự án Keystone. Trong khi ông Obama mất đi gần một tá Thượng nghị sĩ Dân Chủ trong cuộc biểu quyết về dự án Keystone, ông đã thắng được đủ phiếu ủng hộ để ngăn chặn việc thông qua dự luật đó. Ông Obama phát họa đề nghị sản xuất mới tại Virginia. Khi ca ngợi việc làm sản xuất, Tổng thống Barack Obama đã phát họa ra những phương cách kết hợp sản phẩm nhà máy với cuộc nghiên cứu của trường đại học trong một dự luật để mang trở lại việc làm cho Hoa Kỳ và giúp các công ty đổi mới. Hôm nay, ông Obama tới viếng thăm một nhà máy sản xuất được trông coi bởi công ty chế tạo động cơ máy bay Rolls-Royce tại quận Prince George và phát họa ra một đề nghị mới sẽ tạo ra hàng loạt các học viện để giúp các công ty sản xuất tăng cường những sản phẩm mới và việc làm. Ông Obama nêu lên việc nền kinh tế Hoa Kỳ gia tăng thêm hơn 400.000 việc làm sản xuất trong 2 năm qua bằng cách viếng thăm những nhà máy ở Wisconsin, Washington và North Carolina trong những tuần lễ vừa qua. Tại Virginia, ông Obama đã đưa ra kế hoạch trị giá 1 tỷ Mỹ Kim để tạo ra một hệ thống gồm tới 15 học viện trong vùng nhằm có được sự hợp tác trong ngành tư nhân, các viện đại học cộng đồng và chính phủ để yểm trợ cho sự đổi mới đó. Tổng thống cũng đã loan báo một chương trình thử nghiệm trị giá 45 triệu Mỹ Kim để cho thấy loại hợp tác tiềm năng giữa việc nghiên cứu học hỏi và ngành kỹ nghệ này. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Vạn Lý. Bắc Hàn, Hoa Kỳ, Nam Hàn đang lừa bành. Chiến tranh Triều Tiên kéo dài, 3 năm đã tạm ngưng bằng thỏa ước đình chiến năm 1953, nhưng vẫn chưa ký được hiệp định hòa bình, nên thùng thuốc súng này có thể nổ bất cứ lúc nào. Quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên vào tháng 4 trên máy điện toán và thực địa ở phía Tây cũng như tại Hoàn Hải. Quân đoàn 4 của Bắc Hàn đã tập trận bằng đạn thật trong 2 ngày 5 và 6 tháng 3 ở vùng Tây Nam gần đảo Baekje-dong. Trong phiên họp song phương tuần trước, Bình Nhưỡng hứa sẽ ngưng thử nghiệm nguyên tử hỏa tiễn tầm xa, tinh luyện uranium và cho phép các thanh tra nguyên tử trở lại Bắc Hàn. Hoa Kỳ hứa cung cấp 240.000 tấn thực phẩm sẽ được thảo luận chi tiết vào ngày 7 tháng 3 tại Bắc Kinh. Lãnh tụ trẻ tuổi Kim Chính Anh muốn thay đổi chính sách của ông nội, tức Kim Nhật Thành, hay chỉ là một cú lừa bành ra khỏi vòng cấm địa. Mục tiêu tối hậu của Kim Nhật Thành gồm có Hiệp ước Hòa bình, phi nguyên tử tại Triều Tiên, bàn giao với Hoa Kỳ. Kim Chính Anh chưa đủ sức chỉ huy 7 nhà nhiếp chính, nên việc nhượng bộ chỉ nhằm tránh một kiểu cấm vận, cứng rắn hơn đang như áp đặt lên Iran. Bình Nhưỡng không thể vứt lá bài nguyên tử mà phải dựa vào để răn đe và mặc cả. Bình Nhưỡng đã 3 lần thất hứa vào các năm 1994, 2002, 2005 đã tiến dần tới hoàn thiện vũ khí nguyên tử hoặc hỏa tiễn đạn đạo. Quốc tế tình Bắc Hàn đã thủ đắc từ 6 đến 8 vũ khí nguyên tử. Hiện nay, Bình Nhưỡng đang cần viện trợ thực phẩm từ Hoa Kỳ để kéo thêm các nước khác cung cấp lương thực nhằm khởi động chính sách phồn vinh và hùng mạnh của Kim Chính Anh. Có thể Bắc Hàn đã đạt được một tiến bộ về nguyên tử, nên cần nối lại đàm phán 6 bên gồm Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn, Hoa
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn để đặt điều kiện mới. Bình Nhưỡng cố tránh căng thẳng trong giai đoạn 100 ngày qua đời của Kim chính nhận, cũng như chờ đợi kết quả bầu Tổng thống Nam Hàn vào tháng 12 năm 2012, nên không để Bành lọt lưới. Chính quyền Barack Obama cũng muốn duy trì tình hình êm dịu trên bán đảo Triều Tiên trong năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin phân tích ở Đông Nam Á. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phát hành của bản tin Hoạt Tình Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng ngừng giờ máy. Bản tin Hoạt Tình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.